Về Khánh Tiên những ngày này, đi đến đâu cũng bắt gặp không khí vui tươi, phấn khởi, khắp nơi rực rỡ cờ hoa. Địa phương đang khẩn trương hoàn thành nốt những phần việc còn lại để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Xác định hạ tầng là tiêu chí quan trọng có tác động nhiều đến các tiêu chí khác, đồng thời góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Ngay từ đầu năm, Khánh Tiên đã tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn. Hầu hết các tuyến đường được mở rộng theo đúng quy định của xã nông thôn mới nâng cao. Hai bên được trồng hoa, cây xanh, có hệ thống điện chiếu sáng. Đến nay, 100% nhà văn hóa đều được nâng cấp khang trang, có tường bao, có hoa, cây xanh và được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao của người dân. Thì tôi thấy hiện nay là nông thôn đổi mới rất nhiều, từ đường làng ngõ xóm mà cho đến nhà cửa thì càng khang trang hơn, đường làng ngõ xóm mở rộng hơn, sạch sẽ hơn, mà đi đâu cũng thấy là rất là đẹp, mà người dân nhìn thì thấy trong lòng rất là vui phấn khởi. Bao nhiêu năm bây giờ thấy cái cảnh này thì nó đổi mới quá nhiều. Năm 2021, Khánh Tiên chọn xóm 4 và xóm 5, xóm 10 và xóm 2 là các đơn vị xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Quá trình triển khai thực hiện, cùng với sự quan tâm của nhà nước, người dân các thôn cũng tự nguyện đóng góp tiền của, công sức cùng thôn xóm hoàn thành các tiêu chí. Nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, tu sửa tường bao, chỉnh trang nhà cửa, góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp trong từng thôn xóm. Sau khi mà được công nhận rồi thì chúng tôi cũng cố gắng sẽ tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân trong xóm là sẽ cố gắng phát huy những cái kết quả mà mình đã đạt được trong cái thời gian mà được công nhận, và sau này mình cũng sẽ là tuyên truyền vận động nhân dân sẽ tiếp tục nâng cao đến cái nhất là công tác vệ sinh môi trường. Đấy, làm sao cho đường làng ngõ xóm hay là quang cảnh như cây xanh đấy, xanh xanh đẹp. Đến nay, Khánh Tiên đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Địa phương đang tập trung hoàn thành nốt các phần việc còn lại như trải áp phan tuyến đường giao thông của xóm 4 và xóm 2. Bà con dân thì đang là tích cực hoàn thiện, chỉnh trang lại những cái tiêu chí. Người dân thực sự bắt tay vào cuộc và tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Người dân bàn, người dân làm và người dân hưởng thụ cái thành quả của mình, thì đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc của tất cả người dân Khánh Tiên. Khánh Tiên hôm nay đang thực sự chuyển mình vươn lên mạnh mẽ nhờ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Người dân nơi đây tiếp tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết, gìn giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo động lực để tiếp tục viết nên những thành tựu mới trên quê hương anh hùng.